Ê, kiếm nồi nước anh rồi. Hello các bạn. Hiện tại team mình đang đứng ở công viên giếng nước Mỹ Tho. Thì có rất là nhiều bạn yêu cầu team mình chơi trốn tìm. Thì hôm nay team mình sẽ quyết định chơi trốn tìm ở công viên này. Thì xong tụi con đạt điểm cao không nè? Dạ, toàn 10 các bạn cô. Đúng rồi. Chỗ dữ vậy hả? Mấy môn còn lại mới được 10 con. Làm gì tệ dữ vậy đó? Tụi con dạy cô thôi, tụi con chưa biết điểm. Ủa mà sao mấy bạn nữ đâu mất tiêu hết trơn rồi cô? Mặc dù đã thi xong nhưng mà các bạn nữ vẫn đi học bình thường. Mấy đứa cũng đi học đó, tại vì trái bổ với tụi con thôi. Ủa như thường lệ là cô đi tìm hả cô? Hôm nay là chú sẽ tìm tụi con. Trong công viên này rộng quá, cô sợ tìm không được. Mấy đứa tới tối luôn, tới ngày mai luôn á. Đâu? Ủa chú đó hả? Đi tìm chú mà đâu có công gì đó vậy? Chú đi đó mà. Hôm nay chú sẽ là người đi tìm nha. Thể lệ chơi là mình trốn hết cái công viên này luôn hả chú? Công viên này nhỏ xíu à, mình phải trốn hết thành phố Mỹ Tho này mới được. Được á em. Rồi được. Yeah. Nhưng mà tụi con trốn xong rồi chú về chú nằm ngủ luôn. Biết sao rồi, công viên này chú đã tìm khó rồi mà hết thành phố Mỹ Tho sao tìm nổi. Chú nói đúng rồi đó, cái công viên này là cô bó tay cô chạy rồi. Chú tìm được là hay rồi, giờ nguyên cái Mỹ Tho này thôi cô trốn về đây. Bây giờ là chú giao gì nè, mấy đứa trốn được trong công viên này thôi, không được qua bên dưới nước. Được chưa? Mấy đứa có 10 phút để trốn và ai mà người cuối cùng chú cho được một điều. Hôm nay em sẽ là người đi trốn luôn. Rồi ok. Mấy đứa trốn thoải mái nha, nhưng mà không được phạm quy nha. Ok. Em và mấy đứa có 10 phút đi trốn. Ok. Không mấy đứa ơi. Rồi mình sẽ đứng ngay cái tượng này luôn nha. Rồi cái nói chung là cái trận này rất là kịch tính luôn. Lần đầu tiên mình trốn tìm ở chỗ có nhiều người á, nên mình khó quan sát lắm. Hello anh em nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ trốn, rồi mình mới đi trốn nha nè em. Chú cho mình có 10 phút à. Tha hồ mà kiếm chỗ núp luôn. Nhưng mà mình phải tranh thủ, chứ không là hết thời gian nha anh em. Chạy chạy. Rồi bây giờ mình sẽ đi trốn nha các bạn. Lần đầu tiên mình trốn một mình á, cô cũng đi tìm một chỗ nào đó cho nó kín kín chút. Tôi không ghé gì cô. Thôi thôi thôi, thùng rác thôi, anh kêu kêu vô đó chắc. Hello anh em nha, giờ mình sẽ đi tìm chỗ trốn. Nãy giờ mình đi hoài mình không thấy chỗ trốn anh em ơi. Rất là gầm gạp luôn. Nó không ủa này, thưa hớt chứ không phải gầm gạp. Đó. Cây rất là ít luôn nha anh em, mà mình phải chủ yếu mình trốn vô mấy cái cây, tại mấy cái cây nó bự á anh em. Rồi nha, mình đi khen đi chung nha. Ok. Đi khen, ông biết được chỗ nào chưa? Không biết nữa, rồi mình đi xuống đây luôn á. Hai ông trốn nhà xin đi. Nhà xin được không? Nghe nè, thấy cái nhà xin nó ngon chết đó. Ngồi trong nhà xin lâu quá, người ta hay nói mình có vấn đề á. Không sao đâu, hửi 10 phút xíu à. Thôi mày ơi, đi kiếm chỗ khác nấp đi. Ông tìm được chỗ nào chưa? Giờ chưa nữa. Ừ, đang tìm chỗ. Khen. Thấy ông chó ở khu vực này được nè. Nó vừa mát mà đỡ nắng dòng nữa. Chào các bạn nha, giờ mình sẽ đi nấp đi. Here we go. Công nhận này đúng mát hè luôn nha các bạn. Anh trốn đâu? Anh em cứ nè. Giờ em nghĩ là mình nên trốn cuối map đi. Cuối map à? Là cuối đảo luôn. Là nghe cái xanh đó chở qua đó, cái hàng đó chở qua. Em nghĩ là anh cao là anh trốn. Ôi trời ơi, cái cây đó kìa, đứng sau cây đó là ngon quá mà anh. Nè, đứng đây nè. Chứ giờ trốn đâu? Ừ, mình trốn em được di chuyển không? Đúng rồi. Trời anh em ơi. Con chuột anh em. Trời ơi, con chuột nha anh em. Trời ơi, con chuột này dạng lắm anh em. Kìa anh em thấy không anh em? Con chuột bự quá, chuột em kiếm mồi cho con nha anh em. Để chút tụi mình ha, có ăn gì mình tụi mình cho nó nha anh em. Lấy nước, nước. Để trốn đâu? Hello anh em nha. Giờ mình sẽ đi tìm chỗ trốn nha anh em. Mình đang núp ở gần chú lắm nha anh em. Chú đang ở đằng kia rồi. Đấy. Giờ chắc là chú đang đi tìm rồi đó. Rồi, mình sẽ di chuyển từ từ đây đã nha. Chỗ này khá là lý tưởng luôn các bạn. Một gốc cây khá là to luôn nè. Các bạn cùng theo dõi cha của Trang Vinh có tìm được mình không nha. Khen ơi Khen, có chỗ xong rồi Khen ơi. Kìa bên kia mát quá trời. Ủa cô? Cô chú đâu mà khó thấy vậy? Cô chú đâu có thấy dữ vậy? Gốc cây to nè. Tụi con đi từ xa là không thấy cô luôn á. Chú cô không thấy cô. Cô thấy được nguyên cái nón luôn, mỏng quay. Vậy là lát phải để nón xuống rồi. Rồi vậy trốn đâu Khen ơi, để Khen ơi có 10 phút rồi đó. Trốn đâu? Trốn này à. Ok. Có gì đó. Mình đi nha anh em. Mình thấy sau lưng có gì nè. Đây có mình nha bạn. Mạnh đâu á? Hay đi theo Mạnh lỡ đâu có tổ chức không? Đi nhìn nhìn theo thôi. Đức mình nhìn theo thôi. Còn mà anh làm gì xíu có gì mà nứt theo. Mình thấy ở đây có vẻ là khá là hợp lý nha các bạn. Yeah. Có thể là mình nứt ở đây. Dạ tôi với ông hợp sức lại không? Hả? Hợp sức lại. Sức để làm gì? Để nứt. Nứt đâu? Nứt ở khu này nè. Không, bây giờ tôi với ông chơi kế hoạch này không? Bây giờ á mình chơi chiến thuật là di chuyển. Vậy tôi với ông vô nhà vệ sinh á. Nứt ngoài mé tường nhà vệ sinh.
hợp lý. Ừ, đi. Nếu mà mình đoán không lầm thì chú sẽ chạy bên đây trước nha. Chạy bên đó thì mình sẽ từ nhà vệ sinh này mình bọc ra hướng đằng sau, mình chạy lên chỗ anh. Chú không thể nào bắt được mình nha. Đó, rất là tuyệt vời. Cái cây này chắc mình lụm giả rồi anh em ơi. Đây. Đó, to chưa? Nếu anh em thấy video này hay á, anh em nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Để mình có tinh thần á, mình làm những clip mới mà hay hơn nữa luôn. Yeah. Đây. Khoan hiểm rồi, không có đâu. Mình ra sau lưng đó mình ngồi. Nè anh em thấy không? Ở đây thì chỉ có chú đi đó. Nếu mà chú tới đó thì mình chạy qua đây. Ở đây chỉ có góc này thấy mình thôi, mình ngồi xích vô. Trời ơi, quá thông minh. Thông minh quá. Khi nào à, chú có tới hay là thấy cái gì bất ngờ thì mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Mình đợi đụng giải thôi. Hello anh em nha. Nãy mình núp với cái bờ tường nhà vệ sinh đó mình thấy không ổn. Chỗ đó nó hôi sao anh em ơi. Mình chỉ đứng cái góc ngoài thôi nha anh em, chứ mình không có đi ra ngoài đường nên là vẫn còn ở trong khuôn viên nha. Mình sẽ núp mấy cái chậu nè. Đó. Ví dụ chú mà cái đường xuống dưới thì mình sẽ chạy lên trển nha anh em. Đúng rồi đó. Mình với mạnh làm tác nha anh em. Giờ mình đang đợi chú đi tìm mình nha anh em. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng một nút like nha anh em. Mình sẽ thắng game này luôn á. Tại vì mình chưa thắng game chúng tìm nào hết trơn á. Ok nha anh em. Giờ tôi sẽ ngồi đợi với Hưởng tới với tôi thôi. 5 minutes later. Nãy giờ là mình với Minh là núp lõm mà không thấy chú luôn các bạn ơi. Mình sợ là chú có thể lại sau lưng mình hoặc là trước mặt mình. Chú hẳn là chú. Quay. Mình nghe mình nói chú rồi thôi. Giờ mình đi núp nha các bạn. Chào các bạn, tình hình nãy giờ là 10 phút rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình đi tìm nha. Đó, xung quanh mình đây nè. Mình thấy ở góc đó là nó trống lỏng à, không có ai hết. Còn góc bên đây cũng trống lỏng luôn, không có ai luôn. Nên mình bắt đầu là tự ở đây mình đi thẳng vô. Thì trong cuộc trốn tìm lần này á, mình chắc chắn luôn là mình sẽ bắt cô trước. Tại vì cô lúc nào cũng trốn tìm dở các bạn. Nếu mà các bạn muốn cô thắng thì các bạn cho một like. Nếu mà bạn nào nói cô thua thì các bạn nhấn vào đăng ký kênh nha. Rồi bây giờ mình đi tìm coi lại mình nói có đúng không. Here we go. Ok. Đây mình sẽ đi gần lại tượng đài nha. Quan sát thật kỹ các bạn. Team mình bây giờ là nói chung là chơi trốn tìm bà rồ lắm rồi. Nói chung là mình phải tranh thủ các bạn. Do là mình cho mấy thanh niên này chạy chỗ á, không có thanh niên nào ở đây rồi. Giờ chắc mình phải tìm cánh bên trái này trước. Xong rồi mình phải đi mình đổ qua bên kia. Chứ giờ nó rất là rộng lắm, phải có chiến thuật mới đi tìm được. Đúng. Ê, mình thấy ai ở đây rồi các bạn à. Mình vừa quay qua cái mình thấy ai luôn à. Mình sơ hở các bạn ơi. Thôi ai đây? À Trung. Rồi Trung là người bắt đầu tiên. Con tính là núp đây luôn mà. Con dạo dàng quá. Con đổ là chú đi rồi. Rồi coi như là mình tìm Trung một cách dễ dàng luôn các bạn ơi. Yeah. Rồi bây giờ mình nhờ Trung là đi quay cho mình nha. Nãy giờ mình tìm đây không ai hết. Đi Trung ơi. Góc về thấy cũng nghiệt lắm nha. Góc ra nãy còn chó mà chú. Đúng rồi. Góc này nè các bạn. Đấy, đúng rồi. Rồi chú đi tới đâu Minh? Góc cây đỉnh á. Gốc cây nào, ở giữa chúng ta hay là ngay cái tượng? Sắp tới cái tượng rồi. Vậy hả? Mình thấy chú rồi nha anh em. Đó, mình thấy Chung rồi nha các bạn. Đó, áo cây trắng các bạn. Mình phát hiện thùng rác nè, có thanh niên nào chơi lại chui đây không? Ê, sao không? Không có. Lúc đầu con kêu cô vô mà cô không chịu vô. Đúng rồi, cô vô, cô úp cô lại là cô hắn game rồi. Ủa ngon Minh ơi, hồi nãy tôi thấy chú đang đi lại với mình cái gì á. Nên tôi giật cam nên các bạn không xem được nữa. Tôi sợ quá, tôi quéo luôn rồi. Quéo kẹn luôn rồi. Chuẩn bị cho Minh. Ê. Mình thấy ai nắng nha các bạn ơi. Nãy mình thấy cái bóng nào núp lo rồi. Đây nè các bạn, chú đang đi tới rồi. Rồi xong, thua luôn. Phát hiện mạnh các bạn. Đây mạnh. Chú cái đít này. Anh chú cái đít kìa. Thì bắt lại mình ơi. Ôi đó hả. Hai thanh niên chung một chỗ luôn. Rồi coi như là khỏe mình với các bạn. Bắt được lần hai người luôn. Thì mình đã đổi chỗ rồi nha anh em. Chạy muốn xúc cái quần luôn vậy á. Cái đang tìm bên kia kìa. Hả? Chạy đâu dưới hả? Hả? Hồi nãy em mới thấy chú đi bên kia kìa. Đâu anh? Chú tú bên kia kìa. Hồi nãy á, anh đang núp nhiên, anh thấy chú tìm. Ôi ơi, thấy rồi. Ôi, chú bắt nhiều người vậy? Ôi, hai người rồi. Ba người đúng rồi. Nào, anh có khăn nước không? Anh có. Khăn cái gì đắng không được rồi. Rồi, mua nước gì khen? Ê, nước gì mua hả? Thấy cái chai này mà, chắc uống ngon nè. Ê, mua rồi, nước tiện với đâu. Đây nè. Em tên. Ôi, lụm. Quá đã rồi. Ôi.
Đây mình núp đây mình uống đi. Núp đây uống đi. Anh chạy anh uống cái nước tới nơi luôn á. Ngon như nước đó luôn. Bây giờ mình tìm cánh bên đây xong là mình tìm một cánh bên kia nha. À biết vậy nãy cũng trốn cánh bên kia chứ rồi. Các bạn ơi, mình là người đi tìm mà giờ mình trở thành là người trốn. Mình thấy cô rồi nè, đây nè, đây nè, cô nè. Cô đang rình nè. Cô này các bạn. Cô không biết mình trốn đây. Rồi, rồi. Đó là kìa kìa. Cô chạy rồi kìa. Cô thấy cô đứng lên rồi, cô phát hiện mình tới đây rồi đó chú. Bây giờ mình lại đẳng bắt cô đi. Rồi, mình lại đẳng bắt cô luôn. Cái chỗ này là cái phần giếng nước là mình giao là tới đây không được đi qua nữa nha. Nếu mà đi qua múc cái dưới kia luôn là mình tìm rất là lâu luôn á. Chú kìa. Đó đó, chú kìa gì đi bơi ghê quá à. Chung bị bắt hay gì rồi. Chú kìa. Không ổn rồi các bạn ơi. Cô thì núp ngay đây. Chú thì từ từ đi lại rồi. Rồi xong rồi, thế nào cô cũng bị bắt à. Rồi. Tới cũng chuyện rồi. Đó bị bắt chắc rồi. Không thể nào trốn hết. Bị bắt rồi các bạn ơi. Nãy em đi bên kia thấy anh núp đó đây phải không? Nữa em tính tìm cách mà chưa tìm cách là tới rồi. Rồi coi như là cô là người bị bắt tiếp theo. Rồi bị bắt rồi các bạn ơi, buồn quá. Xui quá hay con. Không có biết sao chứ Tại vì lần đầu tiên cô đi trốn có một mình nữa nên cảm giác nó rất là hồi hộp luôn. Chú thấy ở kia có cái nhà vệ sinh kìa. Rồi, bên này có một thanh niên. Chạy. Ở này kia chút tiền biết chi đi chạy hay gì đó. Đúng rồi. Để em cởi cái chuyện hồi nãy em chui vô cái bụi kia. Thứ thú quắc à. Thú quắc hả? Em không nghe được cái mùi. Cái mùi gì thứ thú quắc mình hổng. Nhưng mà em phải đeo cái chen vô. Còn anh á, thì nãy anh núp ở bên gốc cây bên kia kế bên cô á. Sẽ thấy chú cái anh chạy liền luôn. Dạ bây giờ là mình sẽ vô vệ sinh nam nha. Ok. Cùng đứng đây nè. Mình mới vô nhà vệ sinh rồi mình tìm không thấy ai hết. Vậy là mấy thanh niên này đổ ở đây rồi. Mình sẽ kéo qua đây. Đi vòng rồi đi. Ê, chú đang ở đây, chú đang ở đây. Chú đang ở ngay chỗ cái nhà sinh. Ê, chú đang ở đây. Trời ơi. Báo không hả? Đi mát đi. Ê, kể chú kể. Ngửi, coi dùm chú kể, phải nào, chào trời. Mấy anh thua ngồi sầu luôn. Hát bụi nào hóa kiếp thân tôi. Mệt quá các bạn ơi, mình đi nãy giờ tê chân luôn rồi, giờ chắc mình ngồi với mệt chút xíu. Okay. Ủa mà nãy chú là tìm tới con nào rồi? Bên kia rồi, giờ còn cánh bên đây nè. Cánh bên đây con thấy gần gặp lắm à. Coi chừng mấy bạn chạy chỗ nha chú. Thì chú tìm bên đây không có rồi, chú chạy nhanh qua kia liền. Nãy giờ chú xe quảng nó chạy qua đây lại nữa rồi. Rồi em chạy qua đây. Rồi mình nghỉ ngơi nãy giờ cũng khỏe rồi, giờ mình đi tìm tiếp nha. Còn cánh bên đây nè. Ê, kiếm nước anh nè. Ờ, uống nước trong nữa. Ủa, chú tiểu không uống nước nha anh em. Vô đây vô đi. Ủa, nãy tôi nhớ chú bên kia mà bé chú ở, anh mới bị bắt hả? Không rồi. Ăn lại anh em ơi, ăn lại, ăn lại. Vậy đó. À đây chú, chạy ngược lại mấy bán hàng là anh chạy luôn. Mời bạn tiếp xúc. Ồ, cảm ơn bạn. Mình phát hiện ở kia có cây cổ thụ kìa. Mình lại đẳng rồi đó không? Để cổ thụ đấy nè. Wow, cây cổ thụ này mát lắm nha. Wow. Rồi, không có ai rồi các bạn ơi. Mình hiểu rồi các bạn ơi, mấy thanh niên này giờ chạy chỗ qua cái bên trái hồi nãy mình bắt đầu tìm từ đầu á. Bây giờ mình quay lại chỗ bắt đầu tìm rồi các bạn. Vì mấy thanh niên này giờ chạy chỗ xuống dưới lại rồi. Thấy chưa, mình nói hay không, cái công viên này nó rộng, mình tìm rất là khó. Gặp mấy thanh niên này chạy chỗ nữa. Bây giờ là mình chơi chiến thuật là phải chạy nhanh nha Trung. Dạ. Mấy thanh niên này hay quá. Vậy là còn lại là Khang với Đức với Ân thôi. Còn ba thanh niên này tốt đâu hay gì vậy? Wow.
Anh em ơi, không xong rồi, xe còn bởi trí rồi. Ba thanh niên một chỗ luôn. Trời. Đúng là tôi phát hiện thang trước. Vậy là còn hai thanh niên này nè. Vậy là anh niên này chia đôi mới đúng nè. Chồng báo tin cho hai ông để chú hai niên chia đôi. Hôm nay nói chung là mấy đứa làm chú rất là mệt luôn. Rồi, hai đứa xứng đáng được 1 triệu. Có gì xíu anh chia cho em miếng. Ok anh. Rồi. Ủa, ai thắng vậy anh? Ai thắng vậy dữ vậy? Con thắng này con. Game này quá dễ. Người ta thắng, người ta có tiền đó, đúng rồi. Tiền không? Ai cầm tiền người đó thắng. Vậy là đất với lại anh thắng hả? Rồi gì chứ? Anh bắt lượt luôn. Bắt ba người lượt mà thấy càng trước. Tại con thấy càng cũng cực đó chú, nên thôi để con chia cho càng một ít. Wow, 10.000 quý giá quá, con gắt đầu nữa chứ. À, nãy có dịp dẫn anh em nghe mấy hoa chơi thì tôi với Ngân hợp lại rải anh em mà hú tiếng bò viên được không? Ừ, nếu mà ra Mỹ Tho phải đãi hủ tiếu Mỹ Tho chứ mà con tự nhiên cô bao mà cô bắt bẻ có đỡ thằng Thông nghe tụi con thôi đi. Đi rồi, kiểu này là mọi người chỉ cảm ơn rồi. Ê, chú ơi, cô ơi, đã con. Thì mình đang dọc trên đường đi ăn hủ tiếu với các bạn. Chú đây nhìn đẹp chứ hả? Wow, nó đẹp quá ta. Rồi, mấy đứa vợ vô đó thắc mắc rồi, em anh đi ăn hủ tiếu đi anh ơi. Ủa mà ăn ai trả tiền? Anh trả nha. Ừ. Ba ăn hủ tiếu không? Lâu quá thì mình mới ra công viên này, cũng thấy mát các bạn ơi.